anh đã có Ngọc Mai rồi thì anh hãy tha cho tôi đi. Là con Cơm, em nói với anh là em không có làm chuyện đó đi Cơm. Anh xin đi, anh xin em. Em đánh anh, em chửi anh cũng được nữa, nhưng mà em đừng im lặng. Em đừng. Anh không muốn mất em, anh không có bao giờ muốn mất em đâu. Nói cho anh biết đi Thơm. Em nói là em không có làm đi Thơm. Em biết là anh rất muốn nghe, nhưng chính bản thân em cũng không biết được câu trả lời. Tại sao chúng ta phải vô tình cảnh như thế này? Cho mày. Lần này tao không tha cho mày nữa đâu. Trời ơi, mày chết mà. Trời ơi. Mẹ mà. Con nhìn đi. Cái con quỷ cái này nè, nó biết con Mai á dị ứng với đậu phộng mà nở lòng nào á, nó nghiền nát ra nó pha vô chén cháo để cho con Mai ăn và để nhỏ ép tim. Má không phát hiện kịp thời á, con Mai nó đâu còn ngồi đây. Tao không có tha mày nữa đâu. Mày chết với tao. Con không có mà bà. Con không có thiệt mà. Chị tha cho em Thơm đi dì. Con không có sao. Chắc là em Thơm mà hôm bị té xong vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Chị tha cho em Thơm nha dì. Trời ơi là con không có biết đánh nó bằng gì đâu. Cái con này nè, trước sau gì nó cũng quyết tâm hại cho bằng được con mới thôi à. Tao đã ăn kỳ này tao sẽ xử mày. Không bà có, nghe nó không có hả mày? Không có hả mày? Thơm, hôm nay tao phạt mày nhịn đói, gánh nước gấp đôi cho tao. Đi vào câu chuyện đi. Gì đâu. Cái bữa tiệc hôm nay á, trước á là mừng sinh nhật cho Ngọc Mai, sau á là mừng Ngọc Mai trở về nhà sau một thời gian dài. Mời bà con nâng ly lên nha. Đúng là con hổ danh, con dâu tương lai của nhà họ Đồng Kim. Cảm ơn, cảm ơn. Xin mời. Ăn đi, ăn đi. Từ nay có em rồi, em sẽ chăm sóc cho anh. Đừng mà cậu. Để tôi làm cho, không có đau đâu. Đừng có sợ. Thôi mạng. Cái gì vậy cậu Minh? Cậu làm cái gì vậy? Anh có sao không? Cậu làm cái gì vậy? Tôi không ngờ cậu thích xài lại đồ cũ của người khác. Cậu nói cái gì? Của người mới ta đó cậu. Cậu nói người ta mà cậu không xem lại bản thân mình đi. Cô trả treo hay lắm. Thứ đàn bà trắc nết. Cậu... cậu thôi chưa? Tôi cấm cậu không được xúc phạm tới Thơm. Ngọc Mai về rồi đó, vợ sắp cưới của cậu về rồi đó. Cậu còn muốn cái gì nữa? Cậu lại dám vậy tôi phải làm gì hả? Tôi khác cậu. Tôi rất rõ ràng, dứt khoát trong tình yêu. Tôi muốn bảo vệ người mình thương. Tôi có trái tim. Cậu có không? Cậu thôi đi.
Cậu đừng có lấy quyền hành của mình ra mà lăng mạ người khác. Cậu cũng đừng trách móc ai hết á. Cậu về mà lo cho em Mai bé nhỏ của cậu đi. Cậu đừng có xúc phạm anh Quang, xúc phạm tôi. Tôi sẽ không hiền đến như vậy đâu. Đi. Để em rót thêm cho anh nha. Xin lỗi, tại sao? Dạ không sao đâu, em không trách anh gì hết á. Đêm qua thấy rõ tình cảm của anh dành cho em. Em rất là hạnh phúc. Vậy là em đã trở thành người của anh rồi. Em à, thật sự tối hôm qua ôi trời. Má đi kiếm con Mai mà không thấy nên má vô. Thôi, muốn làm gì làm tiếp đi ha. Coi như má chưa thấy gì đi nha. Ê, nhà mình có hỷ, có phải cậu chủ nhà mình với lại cô Mai đúng không? Trai chồng khoai đất này, không lẽ tao với thằng Sắm? Ghê quá. Giỡn thôi, ham lắm. Trời ơi, cái chuyện đó ai cũng biết hết trơn á. Cần gì phải la làng la lửa vậy? Xời. Nè, nói cho nghe nè. Gì? Cậu mình á là vị cà phê nấm linh chi, còn cô Mai là vị cà phê đông trùng hạ thảo. Tối hôm qua hai người khuấy, hai người hòa làm một. Dữ chưa? Trời ơi, quá dữ luôn á Trần. Sai. Mà tụi bay có thấy là cậu chủ nhà mình với cô Mai giống như là trời xanh một cặp không? Cô cái đầu của mày bây giờ phải gọi là mỡ. Ừ, đúng rồi. Ê, tao cũng thấy vậy nha. Người ở rất là xứng lứa vừa đôi, giống như trai tài gái sắc vậy đó. Thơm, coi ra phụ bãi lặt rau với con. Ê, mà tính ra nha, chắc ai kia thất vọng dữ lắm á. Dòng thứ ăn mài mà đòi ăn sôi gấc. Cái đồ tép bạc hôi tanh mà đòi lên mâm bầu như với cá hả? Còn khuê. Ồn ào quá. Thơm. Dạ bảy. Có chuyện gì mà con đứng như trời trồng vậy? À, dạ không có gì. Không có gì. Bảy ở với bảy từ nhỏ tới lớn rồi. Bộ bảy không hiểu tính con hả? Con à, con cứ mừng đúng bổn phận trách nhiệm của mình là được. Con nhớ chưa? Dạ con biết rồi. Dù gì á, hai đứa cũng gạo nấu thành cơm rồi. Chỉ chờ ngày đám cưới cho con Mai nó có danh có phận. Má cũng đi coi ngày rồi. Mùng 9 tháng này á, là ngày tốt. Hai đứa chuẩn bị đi. Để sang năm á, cho má có đứa cháu để ẵm bồng. Còn con Khom. Dạ. Chuyện lần trước á, thì tao tạm tha. Thấy mày có khiếu, tao giao cái đám cưới của cô cậu cho mày lo liệu. Cơ hội để chuộc tội đó. Nhớ mần cho nó đàng hoàng. Dạ con. Sao? Mày chờ tao năn nỉ mày á, mày mới chịu phải không? Dạ con không dám. Đi xuống bếp. Dạ thưa bà, thưa cậu, thưa cô. Con xuống. Má, chuyện đám cưới là chuyện hệ trọng mà. Má cũng phải cho con có thời gian suy nghĩ chứ. Má đợi cho con xong chuyến hàng này đi, rồi mình tính tiếp nha má. Dạ, anh Minh nói đúng á gì. Trước sau gì, tụi con cũng là vợ chồng mà. Bây giờ mà còn gì với gì nữa. Gọi bằng má đi con. Dạ thưa má. Còn thằng Minh, không có tính gì hết trơn á, má tính hết rồi. Má thì bệnh lên bệnh xuống, không biết giờ phút nào theo ông theo bà. Má không có thời gian á mà chờ đợi con đâu.
Thôi vô đi. Vô. Dạ thưa bà, thưa cậu. Dạ đây là tài xế mới của nhà mình đó bà. Con thấy làm việc tháo vát lắm đó bà. Dạ, con chào bà. Chào cậu.